Thầy An mến chào các quý huynh và các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 5, Phép Nhân và Phép Chia Số Tự nhiên. Khái niệm thuật ngữ Phép Nhân, Thừa Số, Tích Tính chất giao hoán, Kết hợp của Phép Nhân Tính chất phân phối của Phép Nhân đối với Cộng Phép Chia Hết, Phép Chia Có Dư Số Bị Chia, Số Chia, Thương, Số Dư thì thực chất là những cái thuật ngữ này thì nghĩ là các bạn đã làm quen ở lớp 5 hết rồi ha bài này mang tính chất là ôn lại và nâng cao thêm kiến thức của lớp 5 những kiến thức kỹ năng mình sẽ có 4 kỹ năng sau thứ nhất là thực hiện phép nhân hai số tự nhiên thứ hai là thực hiện phép chia hai số tự nhiên thì trong phép chia này là có hai trường hợp đó là chia hết và chia có dư thứ ba là áp dụng tính chất của phép nhân và phép chia trong tính toán là chủ yếu là chúng ta áp dụng để mà tính nhẩm hoặc là mà tính hợp lý thứ tư là giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với việc thực hiện phép nhân và phép chia số tự nhiên rồi đây là bài toán mở đầu mẹ em mua một túi 10 kg gạo ngon loại 20.000 đồng 1kg, hỏi mẹ em phải đưa cho cô bán hàng bao nhiêu tờ 50.000 đồng để trả tiền gạo thì thực chất là đúng ra là những cái bài toán mở đầu là những cái bài toán rất là khó cho các bạn giải quyết lúc này, mà sau khi học xong bài này, lúc đó chúng ta quay lại giải quyết cái bài toán mở đầu, nó sẽ dễ dàng hơn đúng nguyên tắc là những bài toán mở đầu là như vậy, nhưng mà bài toán mở đầu này có vẻ dễ chứ các bạn thật sự là thầy nghĩ là các bạn chưa cần học bài này các bạn cũng có thể giải quyết dễ dàng bài toán mở đầu này ha nhưng mà kệ thôi mình cứ làm theo nguyên tắc là mình sẽ giả bộ như mình chưa biết ha mình sẽ học xong hết rồi mình quay lại mình giải bài toán mở đầu này một phép nhân số tự nhiên nhân hai số tự nhiên phép nhân hai số tự nhiên a và b cho ta một số tự nhiên gọi là tích của a và b ký hiệu là a nhân b hoặc là a chấm b cái này chúng ta cũng hiểu là a nhân b nha thì a nhân b thì sẽ tương đương với việc là a cộng a cộng a cộng a cộng a, cộng a, cộng a, cộng a. có b số hạng a như vậy thì cái này mình đã làm quen từ khi mình học bản của chương đúng không bản của chương cũng vậy thôi các bạn ví dụ bản của chương chúng ta học là 5 x 4 là 20 chúng ta học thuộc lòng là 5 x 4 là 20 là từ bản cấu chương thì thực chất là 5 x 4 chẳng qua nó là 4 chữ số 5 cộng lại 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 mà 4 chữ số 5 cộng lại thì chúng ta được 20 từ đó là mình học thuộc lòng luôn là 5 x 4 là 20 thì đây đây là một phép nhân hai số tự nhiên thì mình quy ước gọi bạn này là thừa số bạn này là thừa số và bạn này chúng ta gọi là tích ha thừa số thừa số tích cái này gọi là quy ước chú ý nếu các thừa số đều bằng chữ hoặc chỉ có một thừa số bằng số thì ta có thể không viết dấu nhân giữa các thừa số. Chẳng hạn A nhân B thì chúng ta có thể viết là AB. Hoặc là A nhân M chúng ta có thể viết là 2M. Thì đây là một trong những cái quy ước mới nên thầy sẽ nói kỹ hơn. Nếu các thừa số đều bằng chữ, ví dụ là A nhân với B, các thừa số đều bằng chữ A nhân với B, thì lúc này chúng ta có thể không cần cái dấu chấm này ha. Mình có thể viết là AB. Đó. Thì chúng ta vẫn hiểu là A nhân B. Tương tự như vậy. Nếu mà chỉ có một thừa số bằng số. Chỉ có một thừa số bằng số. Ví dụ là 2 nhân M. Đây là thừa số. Thừa số. Ha. Thì chỉ có một thừa số là số. Có nghĩa là số 2 là số. Đây là thừa số này là chữ. Thì trong hai thừa số này mình chỉ có một thừa số là số thôi. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng có thể không cần ghi dấu chấm này. Ha, chúng ta cũng có thể ghi là 2m. Và lúc này chúng ta hiểu là 2 nhân m. Đây là quy ước nha các bạn. Mình ghi ab, chúng ta hiểu là a nhân b. Mình ghi là 2m thì chúng ta vẫn hiểu là 2 nhân m. Ví dụ 1, đặt tính nhân 738 nhân cho 48. Thì cứ coi như là các bạn quên rồi ha, thầy giúp các bạn nhớ lại nha. 738 738 mà nhân cho 48 nhân việc đầu tiên chúng ta lấy hàng đơn vị chúng ta lần lượt nhân cho các bạn ở trên ha 8 x 8 là 64 viết 4 nhớ 6 nhớ 6 8 x 3 là 24 với 6 là 30 viết 0 nhớ 3 8 x 7 là 56 với 3 là 59 tiếp theo chúng ta lấy hàng chục vì nó hàng chục cho nên là nhăn vô Chúng ta phải viết theo cái hàng chục này Đây là hàng đơn vị hàng chục này Bạn này là hàng chục Mình nhăn vô mình viết theo hàng chục này ha Hay nói khác là mình hiểu nôn na là Thuộc vô một dòng đó các bạn Đây 4 x 8 là 32 Chúng ta viết 2 nhớ 3 4 x 3 là 12 12 x 3 là 15 Viết 5 nhớ 1 4 x 7 là 28 với 1 nữa là được 29 Các bạn viết ngay hàng thẳng lối ha rồi bây giờ mình cộng lại 4 0 cộng 2 là chúng ta được 2 9 cộng 5 là chúng ta được 14 Viết 4 nhớ 1 vào đây 5 với 10 nhớ 1 này các bạn 1 với 9 là 10 5 với 10 là 15 Viết 5 nhớ 1 vào đây 2 với 1 là 3 Chúng ta được 35.424 Này 35.424 Mình ôn lại của lớp 5 đúng không các bạn Rồi luyện tập 1 đó, thì các bạn có thể dừng video lại để các bạn thử làm lại thử xem mình còn nhớ hay không ha, mình làm lại cái bài luyện tập này. Rồi sau đó các bạn xem lại kết quả từ thầy. Luyện tập 1, luyện tập 1, câu A. Chúng ta cần tính là 834 mà nhân cho 57. nhân thì mình cũng làm à, giống như người ta đây ha. 7 x 4, 7 x 4 là 28, viết 8 nhớ 2. 7 x 3 là 21. Dưới 2 là 23, viết 3 nhớ 2 lần nữa. 7 x 8 là 56, 56 dưới 2 là 5, 58, 58. Rồi tiếp theo là 5, 5 x 4 là 20. Đây là hàng chục các bạn viết Và hàng chục này ha, hay là nó khác là thuộc dòng, dòng. 5 x 4 20 viết 0 nhớ 2. 5 x 3 15 với 2 là 17 viết 7 nhớ 1. 5 x 8 40 với 1 là 41. Rồi sau đó chúng ta cộng 8 3 15 viết 5 nhớ 1. 5 với 2 là 7 4. Chúng ta được là 47.538. Hy vọng là các bạn cũng làm đúng. Ha? Cô B.

thứ hai là 2 9 x 6 là 54 54 rồi cuối cùng là số 2 hàng trăm hàng trăm mình nhân vô mình viết theo hàng trăm đơn vị chục trăm này mình viết theo hàng này ha 2 x 3 là 6 2 x 0 là 0 2 x 6 là 12 rồi bây giờ mình cộng lại chúng ta được 5 8 8 7 5 với 2 là 7 1 Mình được là 177.885 Mình xong luyện tập 1 Mình qua vận dụng 1 Giá tiền in một trang giấy khổ A4 là 350 đồng 350 đồng Hỏi bác thiệp phải trả bao nhiêu tiền nếu in một tập tài liệu khổ A4 dày 250 trang thì đây là khổ A4 là quy ước cái khổ A4 nó lớn à, nó lớn gấp đôi lần cái tờ giấy này này các bạn đây cái tờ giấy mình này. cái tờ giấy mình là ừ, nó nó cũng có thể gọi là khổ A5 đó nó tương đương với khổ A5 nha thì cái tờ giấy thì đang viết nếu mà chúng ta có một cái khổ giấy nào mà gấp đôi tờ giấy thì đang viết thì cái khổ đó là khổ A4 đây tờ giấy A4 này các bạn, đây, đây là tờ giấy A4 ha và cái tên gọi của nó là tờ giấy A4 Nó là chuẩn quốc tế đó các bạn. thì thầy giới thiệu thêm cho các bạn hiểu là khổ A4 là như thế nào ha. thì bây giờ bài này mình cũng có thể làm một cách dễ dàng bằng cách là chúng ta đặt tam xúc ra, tam xúc mà thầy hay chỉ các bạn. Đây các bạn xem là một trang một trang thì tương ứng với lại là 350 đồng à, 350 đồng như vậy thì mình là 250 trang 250 trang đó thì tương ứng với bao nhiêu đồng đúng không tương ứng nhiêu đồng thì mình chỉ việc nhăn chéo chia ngang à, được chưa thì thầy phát hiện cái tam suất này từ khi thầy học lớp 4 đó các bạn thì nhớ mãi tới giờ luôn và thầy thấy nó rất là hữu hiệu thực chất là những cái bài toán vận tốc quãng đường là chúng ta cũng cứ dùng cái tam suất này là được hết các bạn tam này một hai ba là tam ha mình cái việc nhân chéo chia ngang muốn tìm bạn này nhân chéo chia ngang như vậy thì chúng ta cũng có thể làm ngay được bài này ha ở đây đây các bạn mình nói là số tiền bác thiệp phải trả là ha đây là vận dụng một mình có thể ghi nhanh là số tiền bác thiệp phải trả là bà ngoại của thầy tên thiệp các bạn số tiền bác thiệp phải trả là đây mình muốn tính chỗ này mình chỉ việc nhanh chéo chia ngang mà chia cho một thì khỏi cần rồi ha chia cho một thì bằng chính nó khỏi cần rồi Tóm lại là chúng ta chỉ lấy là 250 nhân cho 350 là xong ha. Là 250 chúng ta nhân nhân là dấu chấm ha, nhân cho 350. Ok, bạn rồi sau đó mình có thể à, tính và nháp rồi mình ghi vô thì số 2 50 và 350 nhân với nhau à, chúng ta chỉ việc lấy số 25 chúng ta nhân cho số 35 thôi rồi sau đó mình thêm hai chữ số 0 vào, thêm 1 2 chữ số 0. Ok. 5 nhân 5 là 25 viết 5 nhớ 2. 5 nhân 2 là 10, với 2 nữa là 12. 3 nhân 5 15 viết 5 nhớ 1. 3 nhân 2 là 6 với 1 là 7. Cộng lại chúng ta được là 8 7 5 ha. À, 8 7 5. Hai bạn này nhân với nhau chúng ta được 8 bảy năm rồi hai số 0 này chúng ta thêm vào không không đơn vị là đồng đồng đó có nghĩa là bác thì phải trả là 87.500 đồng đơn giản như thôi đúng không thì ở cấp 1 chúng ta hay đáp số các bạn mình hay đáp số thì thực chất là cái đó là theo những cái cái quy tắc rườm rà thôi thực chất là mình chẳng cần đáp số cũng được các bạn mình ghi cái câu là số tiền bác thì phải trả là mình như vậy là đầy đủ rồi ha mình chẳng cần đáp số cũng được chúng ta qua một tìm tòi khám phá tính chất của phép nhân hoạt động 1 cho a bằng 12 b bằng 5 tính a nhân b rồi sau đó mình tính b nhân a và so sánh hai kết quả tính a nhân b a nhân b sẽ bằng a là bằng 12 b bằng 5 như vậy thì a nhân b thì bằng 12 nhân 5 12 nhân 5 thì chúng ta có thể nhân nhẩm được đây là 12 nhân 5 2 nhân 5 là 10 với 0 như 1 rồi 5 x 1 là 5 với 1 là 6 rồi chúng ta được 60 rồi tiếp theo là đề bài chúng ta tính là b nhân a b nhân a thì b bằng 5 a bằng 12 Vậy b nhân a là 5 x 12 thì 5 x 12 chúng ta cũng được là 60. Như vậy thì người ta bảo mình so sánh hai kết quả thì mình mình có là hai bạn này 60 60 bằng nhau. Như vậy thì rõ ràng là A nhân B sẽ bằng B nhân A. A nhân B bằng B nhân A. À, A nhân B bằng B nhân A. Và từ đó mình cũng có là tính chất A nhân B bằng B nhân A. Và tính chất này chúng ta gọi là giao hoán. Các bạn hiểu là mình có thể giao hoán a và b cho nhau. Đó, thì từ cái hoạt động này chúng ta có thể thấy được là a nhân b bằng b nhân a. Và mình sẽ nhớ cái tính chất này để mình xài ha. Thì thực chất cái tính chất này mình học cho biết thôi chứ còn nó quá là đơn giản. Rồi tiếp theo, hoạt động 2. Tìm số tự nhiên c sao cho 3 nhân 2 rồi nhân cho 5 thì sẽ bằng 3 nhân cho 2 rồi nhân cho c. Thì nếu mà các bạn tin ý thì các bạn có thể thấy ngay được C sẽ là số 5. Vì sao? Bởi vì ở đây là 3 này, 3 này, 2 này, 2 này. Như vậy thì 5 tương ứng với C. Đồng ý không? Như vậy từ từ đó mình có là C sẽ bằng 5. Đó. Nếu mà bạn nào tin ý thì có thể thấy ngay được điều đó. Còn nếu mà bạn nào vẫn chưa thấy thì mình có thể làm từ từ nó cũng ra các bạn. Đây. Mình có là 3 nhân cho 2 được bao nhiêu đi nhân cho 5 thì sẽ bằng là 3 nhân cho 2 nhân C. Đây, mình có là 3 nhân 2 là bằng bằng 6. 6 nhân 5 thì bằng 30. Từ đây mình có 30 bằng 3 nhân cho 2 nhân cho C. Đó. Thì 30 bằng 3 nhân 2 nhân C thì rõ ràng là 2 nhân C phải bằng 10. Bởi vì 3 nhân 10 bằng 30. Đó. Hoặc là các bạn cũng có thể hiểu như sau. 30 bằng 3 nhân 2 nhân C có nghĩa là 3 nhân cho 2 nhân cho C thì bằng bằng 30. Đây là thừa số, thừa số tích. Ở lớp 5 chúng ta học muốn tìm thừa số chưa biết, mình coi đây là thừa số chưa biết. Ta lấy tích chia cho thừa số đã biết ha, là chia 3. Được không? Xin lỗi các bạn thầy viết nó hơi lệch cái dòng. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số ta biết. Có à, nghĩa là 30 chia cho 3. Từ đó mình có là 2 nhân C sẽ bằng 30 chia 3 thì chúng ta được 10. Tương tự như vậy, thừa số, thừa số, tích. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số ta biết. Có nghĩa là lúc này là C sẽ bằng 10 chia cho 2. Anh nói, khác là C bằng 5. Đó, thì từ từ mình cũng tìm ra được C bằng 5. Thì cái hoạt động 2 là chúng ta đã giải quyết xong ha. Qua qua cái hoạt động 2 chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta lấy 3 nhân cho 2 được bao nhiêu nhân cho 5 nó cũng sẽ bằng với lại là 2 nhân cho 5 được bao nhiêu đi nhân cho 3. Ok. Thì từ đó mình có một cái tính chất kết hợp đó là a nhân cho b được bao nhiêu nhân cho c nó cũng sẽ bằng với lại là b nhân c được bao nhiêu nhân cho a ha. Tính chất kết hợp rồi cuối cùng là hoạt động 3. Tính và so sánh. 3 nhân cho 2. 3 nhân cho tổng của 2 cộng 5. Và 3 nhân 2 cộng cho 3 nhân 5. Tính và so sánh. Thứ nhất là 3 nhân cho 2 cộng cho 5 sẽ bằng 3. Thực hiện trong mặt trước đúng không các bạn? 2 cộng 5 là 7. 3 nhân 7 là bằng 21. Rồi tiếp theo là 3 x 2, 3 x 2 cộng cho 3 x 5, cộng 3 x 5 bằng, 3 x 2 thì bằng 6, 3 x 5 thì bằng 15. Nhân chia trước cộng trừ sau, à, ở lớp 5 mình học, nhân chia trước cộng trừ sau. Rồi 6 25 thì chúng ta được là 21. Rồi, bây giờ mình so sánh, rõ ràng là bạn này 21, bạn này cũng 21 cho nên là mình có bạn này sẽ bằng bạn này đúng không mình so sánh là vậy 3 nhân cho 2 cộng 5 sẽ bằng là 3 nhân 2 cộng cho 3 nhân 5 từ đó mình có cái tính chắc là A nhân cho B cộng C sẽ bằng A nhân B cộng cho A nhân C ok không nè 3 x 2 cộng 5 bằng 32 3 x 2 cộng 3 x 5 này 3 x 2 cộng 3 x 5 thì a nhân cho b cộng c sẽ, sẽ, bằng là a nhân b cộng cho a nhân c tương tự như vậy chúng ta cũng có là a nhân cho b trừ c sẽ bằng là a nhân b trừ a nhân c được chưa ở đây cộng thì cho đây cộng đây trừ thì đây trừ thì đó cũng chính là tính chất thứ ba của phép nhân đó là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng Chúng ta có A nhân cho tổng của B cộng C sẽ bằng A nhân B cộng cho A nhân C. Tóm lại phép nhân có các tính chất là giao hoán, kết hợp và tính chất phân phối. Và cuối cùng là chú ý, phần này cũng khá là quan trọng. Thì A nhân 1 bằng 1 nhân A. Đây là tính chất giao hoán, đúng không? A nhân 1 bằng 1 nhân A. Và cũng sẽ bằng A. Từ đây mình có là một số nhân cho 1 thì luôn luôn bằng chính nó 10 nhân 1 bằng 10 100 nhân 1 cũng bằng 100 một 1 một tỷ nhân 1 thì bằng 1 tỷ tiếp theo A nhân 0 thì cũng bằng 0 nhân A và cũng bằng 0 có nghĩa là 1 tỷ nhân cho 0 thì cũng bằng 0 rồi 1 nhân cho 0 thì cũng bằng 0 nó khác là số nào nhân cho 0 thì cũng đều bằng 0 hết ok và của A nhân B được bao nhiêu nhân cho C thì nó cũng giống với lại là tích của B nhân C được bao nhiêu nhân cho A cái này chúng ta gọi là tích của ba số ABC và mình viết gọn là A nhân B nhân C thì từ đây mình có thể làm nhanh nếu mình có A nhân B nhân C thì chúng ta có thể lấy là A nhân B được như nhân cho C hoặc là chúng ta lấy B nhân C được như nhân cho A hoặc là chúng ta cũng có thể lấy A nhân C được bao nhiêu nhân cho B Ok chưa yeah. Ví dụ 2. Tính nhẩm 24 nhân cho 25. Thì mình áp dụng là những cái tính chất để mà mình tính nhẩm ha, mà cụ thể bài này là chúng ta sẽ áp dụng tính chất kết hợp. Đây các bạn. 24 nhân 25 thì mình biết rằng là 24 là bằng 6 nhân 4 ha, 6 4 24. Và tại sao chúng ta lại tách 6 nhân 4 tại sao không tách là 12 nhân 2 mà tách 6 nhân 4. Bởi vì số 4 này nhân với số 25 thì chúng ta được là số tròn trăm các bạn. Cụ thể nó bằng 100 luôn. Cho nên mình cố tình mình tách số 24 bằng số 6 nhân 4. Rồi sau đó mình dùng tính chất kết hợp, à, tính chất kết hợp để chúng ta kết hợp số 4 và số 25 lại ha, số 4 và số 25 chúng ta kết hợp lại. Và khi nhân thì chúng ta sẽ lấy 4 nhân 25 trước là bằng 100. Rồi 100 nhân cho 6 thì chúng ta được 600. Đó là cách để mà chúng ta tính nhẩm trong đầu xoay 4 nhân với xoay 5. Luyện tập 2, tính nhẩm. Đây, cơ hội để chúng ta thực hành đây các bạn. Người ta cho mình là 125 nhân cho 8001 nhân cho 8. thì các bạn để ý thấy rằng là 125 nhân cho 8 là nó ra số tròn trăm các bạn cụ thể là nó ra 1.000. Ha. cho nên là mình sẽ giao hoán hai bạn này cho nhau sẽ bằng 125 nhân cho 8 rồi nhân cho 8 đó lúc đó các bạn có thể dùng tính chất kết hợp ha dùng tính chất kết hợp hoặc là mình có thể làm nhanh luôn đây chính là 1.000 hai bạn này nhân nhau bằng 1.000 thì 1000 nhân cho 8001 sẽ bằng 8001. 1000 là 3 số 0, 123. Đó, mình sẽ được kết quả là 8 triệu 1 À tính nhanh là như vậy. Chúng ta qua vận dụng 2. Một trường học lên kế hoạch thay tất cả các bóng đèn sẽ đốt bình thường bằng bóng đèn led cho 32 phòng học mỗi phòng 8 bóng nếu mỗi bóng đèn led có giá là 96.000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền mua số bóng đèn led để thay đủ cho tất cả các phòng học thì thầy nói thêm thì à, bóng đèn led là cái bóng đèn mà nó sẽ nó tiết kiệm điện ha. nó sáng hơn sáng hơn những bóng đèn sợi đốt bình thường và nó tiết kiệm điện hơn thì đồng thời à, nó cũng hơi mắc hơn đất hơn. Cho nên là à, bây giờ các hộ gia đình đang dần dần thay bằng bóng điện led để tiết kiệm điện các bạn. Và mình có được ánh sáng sáng hơn. Cho nên là nhà trường này cũng vậy, nhà trường này cũng đang lên kế hoạch để mà thay bóng đèn led. Thì à, bài này chúng ta có thể làm à, mình nói theo kiểu của học sinh cấp 1 là mình làm hai lời giải. Hoặc mình có thể làm gộp một lời giải. Thì mong muốn của thầy là tất cả các bạn xem video này đều hiểu cho nên thầy chấp nhận nó hơi dài một tí thì thầy sẽ chọn phương án là hai lời giải để cho các bạn dễ hiểu nha. Mình xem thử mình có gì. Mình có là 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Được chưa? Rồi mỗi bóng đèn LED là giá là 96.000 đồng. Bảo chúng ta là tính số tiền nhà trường trả để mua số bóng đèn LED thì mình có là một giá bóng đèn led là 96.000. vậy thì muốn tính số tiền ngành trường phải trả thì chúng ta phải tính xem mình cần thay bao nhiêu bóng đèn led. Thì mình xem, 32 phòng học mỗi phòng 8 bóng, 32 phòng mỗi phòng 8 bóng. Mình thấy nè, cứ một phòng cứ một phòng một phòng là 8 bóng ha, cứ một phòng là 8 bóng. Như vậy thì 32 phòng thì bao nhiêu bóng? Đó, mình dùng tam suất này mình tính được hết các bạn, cứ việc nhân chế chia ngang. Như vậy thì muốn tính là số bóng đèn có ở 32 phòng, chúng ta lấy 32 nhân cho 8 là ok. Nào. Lời giải thứ nhất là số bóng đèn có ở 32 phòng học là chúng ta chỉ việc lấy 32 nhân 8 8 nhân 2 là 16 6 nhân 1 8 nhân 3 24 với 1 và 25 chúng ta được là 256 bóng 256 bóng đẹp Rồi tiếp theo mình lại dùng tam suất nữa các bạn Thì đề cho mình là mỗi bóng đèn led giá 96.000 mỗi bóng đèn led giá có nghĩa là một bóng giá là 96.000 như vậy thì mình cần thay 256 bóng có nghĩa là mình phải mua 256 bóng hỏi giá bao nhiêu tiền à, bao nhiêu tiền thì muốn tính bao nhiêu tiền chúng ta chỉ việc nhân chế chi ngang nữa đúng không có nghĩa là muốn tính bao nhiêu tiền thì chúng ta chỉ việc lấy 256 nhân cho 96.000 chia ngang là chia cho một mà chia cho một thì các bạn khỏi cần quan tâm bởi vì chia cho một của mình trên nó rồi cho nên lời giải thứ hai là mình nói là số tiền nhà trường phải trả số tiền nhà trường phải trả phải trả để mua số bóng đèn led để mua số bóng đèn led đèn led để thay đủ cho tất cả các phòng học để thay đủ cho tất cả các phòng học là mình lấy hai năm sáu nhân cho chín mươi sáu nghìn ha nhân chéo. Nhân chéo. 256 nhân cho 96.000. bằng Thì à để nhân hai bạn này chúng ta khoan quan tâm ba chữ số 0 ha. Mình nhân hai bạn này vào trước rồi sau đó mình thêm ba số 0 này vào. 256 nhân cho 96

Cộng lại 6, 7, 5, 4, 2. Chúng ta được 24, 5, 7, 6. 24, 5, 7, 6. Rồi 3 số 0 thêm vào các bạn. 1, 2, 3. Đâu. Đó. Như vậy thì nhà trường cần 24 triệu 576.000 đồng. Rồi chúng ta xong vận dụng 2. Bây giờ chúng ta qua mục hai nhỏ, phép chia hết và phép chia có dư. Chia hai số tự nhiên. Hoạt động 4, thực hiện các phép chia. Rồi, mình cùng nhau chia các phép chia này. Đây là 196 chia 7. 196 mà chia cho 7. Thì 19 chia 7 chúng ta được 2. 2 nhân 7 là 14. 19 trừ 14 thì chúng ta được là 5, hạ 6 xuống. 56 chia 7 thì chúng ta được 8. À, 8, 7, 5, 6, 5, 6 từ nó hết. Như vậy thì mình nói là 196 mà chia 7 thì chúng ta được 28. À. Và chú ý, đây là dân không, có nghĩa là đây là phép chia hết. Tiếp theo, 215 chia 18. 215, chúng ta chia cho 18. 21 chia 18 chúng ta được 1 nhân lên là 18 21 trừ 18 là 3 hạ 5 số 35 chia 18 được 2 không được bởi vì 2 x 18 là 36 lần nên chúng ta lại được 1 thôi 1 x 18 là 18 35 trừ 18 thì chúng ta được là 7 17 ha, à, mình được 17 đây là số dư các bạn chú ý cái số dư này các bạn chia các bạn có được nó phải nhỏ hơn cái số này ha nếu mà các bạn thấy mà số này lớn hơn á, thì các bạn chia sai đó thì có các bạn lúc đó các bạn tăng thêm đây một số rồi mình thực hiện cái xong hoạt động 4 và đây là chúng ta gọi là số dư thì hoạt động 5 trong hai phép chia trên hãy chỉ ra phép chia hết và phép chia có dư thì đây là phép chia hết còn đây là phép chia có dư đây là phép chia hết đây là phép chia có dư trong mỗi trường hợp hãy cho biết số bị chia số chia thương và số dư nếu có thì trường hợp này là đây là số bị chia đây là số chia đây là thương còn đây là số dư thì trường hợp này chúng ta có thể gọi gọi không là số dư số dư là không hoặc là chúng ta nói là không có số dư cũng được nha còn trường hợp này đây là số bị chia số bị chia số chia còn đây là thương còn đây là, là số dư số bị chia số chia thương số dư nay chẳng qua là quy ước thôi, số bị chia số chia là mình quy ước gọi như vậy để mà mình nói chuyện với nhau mình hiểu. Với hai số tự nhiên a và b đã cho, b phải khác không. À. Tại sao b phải khác không? Bởi vì nếu mà b bằng không á, thì chia không được các bạn. đây b này, b này, b này phải khác không. Ví dụ như 10 quả táo chia cho hai người Mỗi người được 5 quả 10 quả táo chia cho một người Thì mỗi người được 10 quả 10 quả táo mà chia cho không người Mỗi người được mấy quả các bạn 10 quả táo mà chia cho không người Chia không được Bởi vì không có ai để mà chia hết ha 10 quả táo chia cho không người Chúng ta chia không được Cho nên cái số số chia này các bạn À, số chia này phải khác không ha đó là lý do vì sao mà, mà b phải khác không với hai số tự nhiên A và B đã cho B khác không, ta luôn tìm được đúng hai số tự nhiên Q và R sao cho A bằng B nhân Q cộng R. Trong đó là R lớn hơn hoặc bằng 0, bé hơn B. Đây. Ý đề muốn nói là vậy. Thì hồi nãy mình chia 196 chia 7 là chúng ta được 28 ha. Đây. Lấy đây luôn các bạn. 196 chia 7 bằng 28 thì chúng ta nói là 196 thì bằng lúc này mình nói là 7 nhân cho 28 cộng cho số dư ha, à, cộng số dư là 0 thì thông thường cái này mình khỏi cần ghi cũng được còn bản này 215 chia 18 được 11 dư 17 thì mình ghi là 215 bằng 18 nhân 11 cộng cho số dư là cộng 17 đó thì trong trường hợp này Q Q các bạn. Q chính là số 28. Rồi R chính là số 0. Có nghĩa là với hai số 196 và số 7 thì chúng ta luôn luôn tìm được đúng hai số tự nhiên Q và R đó là số 28 và số 0. Còn đối với hai số A và B đó là 215 và số 18 ha, A B chúng ta luôn luôn tìm được hai số Q và R. Q và R đó chính là số 11 và số 17. Được không? Đó, ý đề muốn nói như vậy. Ha. A bằng B nhân Q cộng R. A bằng B nhân Q cộng R. A bằng B nhân Q cộng R. Thì nếu R bằng 0, thì ta có phép chia hết. Đây, ví dụ trường hợp này, R bằng 0 này Thì phép chia này gọi là phép chia hết. A chia B bằng Q. A chia B bằng Q. Thì A là số bị chia, B là số chia, Q là thương. Cái này thì mình đã biết ở cấp 1 rồi quy ước gọi ha, đây là số bị chia đây là số chia còn đây là thương nếu r khác không thì ta có phép chia có dư đây trường hợp này là à, quy r trường hợp này r khác không này các bạn ha cho nên là trường hợp này mình gọi là phép chia có dư hay nói khác là ở đây 215 chia 18 đây là phép chia có dư và lúc này mình ghi là a chia b bằng q dư r a chia b bằng q dư r hay ngoài cách ghi như này chúng ta có thể nói là 215 chia cho 18 bằng 11 dư 17 ha. dư 17 dư r dư r r này, r này, dư r và cũng quy ước ha. quy ước gọi a là số bị chia b là số chia còn q là thương còn r là số dư quy ước nha quy ước thì các bạn phải nhớ giống như là mình quy ước tới ngã tư gặp đèn đỏ là chúng ta phải dừng gọi là quy ước thì tất cả chúng ta phải tuân theo chúng ta qua ví dụ 3 đặt tính rồi thực hiện các phép chia sau đặt tính rồi thực hiện các phép chia sau thì à, trong sách cũng đã đặt tính và thực hiện phép chia Thì để cho dễ hiểu Thì thầy cũng đặt tính rồi thực hiện phép chia trở lại Cho các bạn dễ theo dõi nha Đây mình có là 4.847 Chia cho 1, 3, 1 Mình chia như sau Ở đây 3 số, các bạn bóc 3 số Thì 4 chia 1 được 4 Nhưng mà 4 x 3 là 12 Nó cộng lên là 5 lần không được cho nên lúc này chúng ta chỉ lấy 3 thôi mình nhân lại nè 3 nhân 1 là 3 3 nhân 3 là 9 3 nhân 1 là 3 rồi mình trừ ra 4 x 3 được 1 8 trừ 9 không được chúng ta mượn 1 là 18 18 mà trừ cho 9 thì chúng ta được 9 nhớ 1 vào đây 4 x 4 là hết rồi chúng ta hạ 7 xuống thì các bạn mình được mấy các bạn 9 chia 1 được 9 nhưng mà 9 3 27 không được à, 8 cũng không được 7 thôi các bạn mình được không 7 đây 7 nhân 1 là 7 7 nhân 3 là 21 viết 1 nhớ 2 7 nhân 1 là 7 với 2 là 9 đó 917 1 7 trừ 9 1 7 là hết à. mình có là phép chia hết như vậy thì mình nói là bạn này chia cho bạn này chúng ta được là 37 ha. À. vậy 4847 chia cho 131 chúng ta được 37 mình được 37 Rồi tiếp theo Mình đặt tính rồi thực hiện phép chia này nữa 5580 5580 Chia cho 157 Mình cũng bóc ba chữ số các bạn 5 chia 1 được 5 Nhưng mà 5525 không được 14 4 cũng không được luôn các bạn bốn con đường số 3. 3 nhân 7 là 21 viết 1 nhớ 2. 3 nhân 5 là 15. 15 với 2 nữa là 17. Viết 7 nhớ 1. 3 nhân 1 3 với 1 là 4. trừ ra. 8 trừ 1 là 7. 5 trừ 7 không được, chúng ta mượn 1 là 15, 15 trừ 7 thì chúng ta được 8 nhớ 1 vào đây, 5 trừ 5 là hết. Chúng ta hạ 0 xuống. Thì lúc này À, 8, 70 mà chia cho 1, 5, 7 thì chúng ta được 6, được 7 không các bạn? 7, à, được 7 các bạn. Được 6, không không được, được 6 thôi các bạn, được 6 thôi. 6 nhân cho 15 là các bạn được 90 lần, 80 lần. 6 nhân 15, 80, ok. Rồi 6 nhân 7 là 42, viết 2 nhớ 4, 6 x 5 là 30 với 4 là 34 34 với 4 nhớ 3 6 x 1 là 6 với 3 là 9 6 x 1 là 6 với 3 là 9 Ủa. 6 x 5 30 với 0 với 3 Như vậy thì mình chia 6 không được rồi đúng không các bạn Như vậy mình chia 6 không được rồi Thì là 5 thôi 5 thôi Đó Thì khi chia là mình sẽ gặp những trường hợp như thế này Thì nhờ đó mà mình rút kinh nghiệm ha Chia 5 5 x 7 35 viết 5 nhớ 3. 5 x 5 là 25 với 3 là 28 viết 8 nhớ 2. 5 x 1 là 5 với 2 là 7. Trừ ra các bạn. 0 trừ 5 không được, chúng ta mượn 1 là 10, 10 trừ 5 là được 5, nhớ 1 vào đây là 9. 7 trừ 9 không được, chúng ta mượn 1 là 17, 17 x 9 thì chúng ta được 8, nhớ 1 vào đây, 8, 8 từ 8 là hết. 85 nhỏ hơn số 157 ok như vậy mình chia không được nữa, số này chúng ta gọi là, là số dư ha, số dư. Rồi, đây. Người ta nói là lúc này mình nói là số 5580 chia cho 157 chúng ta được 35, dư là 85 ha. Được 35, dư là 85. Đó thì khi các bạn chia thì các bạn cũng khó mà biết chỗ này là số nào ha, thì các bạn cứ thử, số 6 không được thì mình chuyển sang số 5 vậy thôi. Rồi chúng ta xong ví dụ 3. Trong phép chia có dư, số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia. Trong phép chia có dư, số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia. À, thì như mình nói đó là đây là số dư ha. Thì nó luôn luôn nhỏ hơn cái số này. Luôn luôn nhỏ hơn số này nha các bạn. Đây là số dư luôn luôn nhỏ hơn số chia. Rồi hình như hồi nãy mình quên cái phần này các bạn. Hồi nãy mình quên phần này hay sao đó. Trong tính nhẩm ta thường sử dụng các kết quả sau. 2 x 5 bằng 10. À cái này thì các bạn biết rồi. 4 x 25 bằng 100. Cái này các bạn cũng biết tốt. Và 8 x 125 bằng 1 À cái này thì các, các bạn có thể là chưa uh, biết. ha Thì mình nhớ. Mình nhớ là 8 x 125 thì sẽ bằng 1 Mình nhớ để mà mình áp dụng mình tính nhanh cho nó nhanh thôi nha. Rồi tiếp theo mình làm à, luyện tập 3. Thực hiện các phép chia sau. Câu A. Đây là luyện tập 3. Câu A là 945 945 mà chia cho 45. Mình được 2 đúng không các bạn? 9 chia 4 chúng ta được 2. 2 x 5 là 10 viết 0 nhớ 1. 2 x 4 là 8 với 1 là 9 trừ ra thì mình được là 94 mà trừ 90 chúng ta được 4, hạ 5 xuống. 45 chia 45 thì chúng ta được 1. 1 nhân cho 45 là 45, 45 trừ 45 là hết. Đây là phép chia hết. ha à. Đây là phép chia hết. Và chúng ta bắt trước trong sách như vậy. Và 945 chia cho 45 bằng 21. Xong. Câu 2. Ha. À. chúng tôi qua câu B nếu mà câu A là phép chia hết thì câu B có lẽ là phép chia có dư 3 1 2 1 chia cho 51 ha, 51 31 chia 21 không được à, bỏ 3 số chia thì mình được là 6 ha, 6 x 1 là 6 65 30 trừ ra 12 trừ 6 thì chúng ta được là 6 ha. Rồi 33 hết. Rồi. Ok. Vậy là 312 trừ cho 306 chúng ta được 6. Hạ 1 xuống các bạn. 61 chia 51 thì chúng ta được 1 thôi đúng không? 1 nhân 51 là mình được 51. 61 trừ cho 51 là chúng ta được là 10. Đó. Mình ghi là vậy. 3.121. Mà chia cho 51 thì chúng ta sẽ bằng là 61 mở ngoặc ra dư dư 10 sao dư 10 ok mình ghi giống như người ta nè mình xong điện tập 3 và cuối cùng là ví dụ 4 phải dùng ít nhất bao nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để chở hết 487 cổ động viên của một đội bóng thì à, muốn tính bao nhiêu xe người ta lấy là 487 chúng ta chia cho 45 sẽ ra số xe nha vì 487 chia cho 45 nhưng mà khi chia thì trường hợp này nó không có trọn các bạn nếu mà các bạn chia nó trọn thì tốt mà trường hợp này chia không có trọn thì khi mà lấy 487 mà chia cho 45 á thì chúng ta sẽ được 10 dư 37 10 đây là mình được 10 xe 10 xe còn dư 37 người bởi vì mình lấy 487 cổ đồng viên mà. Cho nên là dư 37 là dư 37 cổ đồng viên. Cho nên là mình phải cần thêm một chiếc xe nữa đúng không? Thêm một chiếc xe nữa. Như vậy thì mình có 10, thêm một chiếc nữa là 11 chiếc. Đó, thì mình hiểu trong đầu là vậy. ha Vì 487 chia cho 45 bằng 10 dư 37 nên xếp đủ 10 xe thì còn thừa 37 người. Và phải dùng thêm một xe nữa để chở nốt những người này. Vậy cần dùng ít nhất là 10 cộng cho 1 bằng 11 xe Thì chắc các bạn hiểu rồi đúng không? Phần dụng 3, giải bài toán mở đầu. À, như lúc đầu mình nói, thì coi như là cái bài toán mở đầu mình chưa làm được. Bây giờ mình sau cái bài học này, thì mình trình của mình lên rồi. ha Và bây giờ mình sẽ quay lại, mình giải quyết cái bài toán mở đầu. Đây bài toán mở đầu này các bạn. Mẹ em mua một túi 10kg gạo ngon loại 20.000 đồng 1kg Hỏi mẹ em phải đưa cho cô bán hàng bao nhiêu tờ 50.000 đồng để trả tiền gạo Thì muốn biết bao nhiêu tờ thì mình cần tính xem là mình mua hết bao nhiêu tiền cái à, Mua hết bao nhiêu tiền Thì mình cũng dùng à, tam sút Đây, 20.000 đồng 1kg có nghĩa là 1kg thì 20.000 1kg à, là 20.000 đồng như vậy thì mình mua 10 kg, 10 kg thì hỏi bao nhiêu tiền? Đó, như vậy thì chúng ta cũng cứ việc nhân chéo trên ngang thôi đúng không? Nhân chéo trên ngang. Muốn tính số tiền 10 kg gạo thì chúng ta chỉ việc lấy 10 nhân cho 20. Lời giải thứ nhất là 10 kg gạo, 10 kg gạo có giá tiền giá tiền là 10 kg mà mỗi kg là 20.000 thì chúng ta sẽ được 10 x 20 thì chúng ta được 200 đơn vị là nghìn đồng nha các bạn đơn vị là nghìn đồng nghìn đồng bởi vì ở đây là người ta ghi nghìn đồng ha nghìn đồng cho nên là mình lấy là lấy 20 20 đây là 20 000 đồng cho nên mình phải ghi chỗ đây là nghìn đồng rồi tiếp theo hỏi mẹ em phải đưa cho cô bán hàng bao nhiêu tờ 50.000 đồng để trả tiền gạo. Đó. Thì cũng giống như cái bài toán là cần bao nhiêu chiếc xe để chở hết cổ động viên. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta muốn tính bao nhiêu tờ thì chúng ta chỉ việc lấy là 200.000 chúng ta chia cho 50.000 đúng không? 200.000 chia cho 50.000 là ra số tờ. Ha. À. Mình nói là số tờ 50.000 đồng số tờ 50.000 đồng. Mẹ em phải đưa cho cô bán hàng. ha Mà mẹ em phải đưa cho cô bán hàng là đó nhẩm các bạn cũng biết được 200.000 đồng như vậy thì chúng ta phải đưa 4 tờ đúng không đó là mình lý giải trong đầu mình còn mình trình bày ra là mình lấy 200 mình chia cho 50 200 các bạn chia cho 50 bằng thì 2 đây số 0 đây số 0 này các bạn gạch ha số 0 số 0 mình gạch còn lại 20 trên 5 20 trên 5 thì chúng ta được 4 được chưa đơn vị là gì các bạn đơn vị là nghìn đồng không, không. đơn vị là tờ ha. tờ đó đưa 4 tờ mỗi tờ 50.000 đồng để trả tiền cho 10 kg gạch ok mình xong nè, mình xong cái bài toán mới đầu rồi video này cũng khá dài rồi các bạn cho nên là à, về nhà các bạn à, tập làm bài tập ha. thử làm những cái bài tập này rồi à, hôm sau thầy sẽ cùng các bạn à, giải quyết à, trao đổi những bài này nha thì nếu mà các bạn thích video này thì nhớ cho thầy một like ok rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video